Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Dần năm 2023, nữ mạng sinh năm 1986. Tuổi âm lịch 38 tuổi, mạng hỏa gặp mệnh kim là tương khắc, sao vân hớn chiếu mệnh, hạn ngũ mộ. Thiên can tuổi Bính gặp năm Quý là bình hòa, tốt. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, trong năm 2023 nữ mạng. Năm Bính Dần bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 năm 1986 và kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 1987 dương lịch. Những người sinh ra trong khoảng thời gian này thuộc tuổi Bính Dần, cẩm tinh con hổ. Thiên can Bính đi với địa chi Dần mang ý nghĩa là sơn lâm chi hổ, tức hổ trong rừng. Tử vi tuổi Bính Dần năm 2023 nữ mạng được giải đoán theo nhiều yếu tố phong thủy đặc biệt. Can chi năm sinh âm lịch, ngũ hành bản mệnh năm 1986, sao chiếu mệnh hay hạn tuổi. Về tổng quan, số mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng trong năm Quý Mão sẽ đi theo vận trình như sau. Về ngũ hành của nữ Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cụ thể là lưu trung hỏa, tức lửa trong lò, xung khắc với bạch lạp kim, tức vàng pha bạc của năm Quý Mão. Thiên can Bính và Quý nằm trong mối quan hệ bình hòa, tương đối tốt lành. Như vậy, năm 2023 được dự đoán là khoảng thời gian bình ổn, không xảy ra biến cố bất ngờ. Mệnh chủ cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những rắc rối nhỏ để đạt được sự nghiệp thành công, tài chính vững bền. Năm 2023, sao chiếu mệnh của nữ mạng tuổi Bính Dần là vân hớn, chủ về tai tiếng xấu. Tuy gặp phải hung tinh, nhưng mệnh chủ vẫn được bình an nếu biết cách hóa giải, đề phòng tai ương. Hãy coi những khó khăn do sao vân hớn gây ra là cơ hội để học hỏi, hoàn thiện bản thân. Luận giải tử vi năm 2023 tuổi Bính Dần trên các phương diện, công việc, sự nghiệp. Trong năm Quý Mão 2023, nữ Bính Dần không gặp phải vận nạn về vấn đề công danh sự nghiệp nên công việc tương đối thuận lợi. Tuy rằng mệnh chủ có ít cơ hội để đạt được thành công đột phá, nhưng vẫn có thể giữ vững phong độ làm việc. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mệnh chủ mở rộng sang lĩnh vực mới, mà chỉ nên tập trung ổn định công việc hiện tại. Phụ nữ Bính Dần có tính mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh kiên cường không thua kém đàn ông. Người tuổi này không hài lòng với việc an phận thủ thường mà sẽ luôn phấn đấu vươn lên để trở thành người lãnh đạo. Nhờ có ý chí sắt đá trong công việc, nữ Bính Dần luôn nhận được sự kính nể, ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Sự nóng vội là nhược điểm mà nữ Bính Dần cần phải kiềm chế để tránh bị thất bại không đáng có. Dù gặp phải bất cứ tình huống nào, mệnh chủ cũng nên bình tĩnh suy xét, khiêm tốn lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh. Tài chính. Tử vi Bính Dần năm 2023 nữ mạng, trong năm Quý Mão, tình hình tài chính của nữ Bính Dần ở mức trung bình, tài vận không quá thịnh vượng nhưng vẫn ổn định, giúp cuộc sống của mệnh chủ được đầy đủ, no ấm. Để tránh rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nữ Bính Dần 2023 không nên chi tiêu hoang phí, phải học cách tiết kiệm hợp lý. Mệnh chủ nên đề phòng việc hao tốn trong năm nay bằng cách tìm hiểu thị trường thật kỹ lưỡng, chỉ đầu tư, góp vốn làm ăn khi có hợp đồng minh bạch. Tình duyên gia đạo. Tình cảm gia đình của phụ nữ Bính Dần tương đối hạnh phúc, yên ấm trong năm 2023. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh cãi vã to tiếng, làm ảnh hưởng đến hòa khí vợ chồng. Theo tử vi tuổi Dần sinh năm 1986, phụ nữ tuổi này là người nghiện công việc đến mức không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Để giữ gìn mái ấm, mệnh chủ nên thường xuyên chủ động quan tâm, chia sẻ với người thân. Tính cách nóng nảy của nữ Bính Dần cũng là một trong những nguyên nhân khiến gia đình dễ nảy ra mâu thuẫn. Hãy học cách kiềm chế cái tôi, giữ thái độ mềm mỏng, nhu mì để hóa giải mọi khúc mắc với người bạn đời và con cái. Sức khỏe. Sức khỏe của nữ Bính Dần trong năm 2023 không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, mệnh chủ không nên chủ quan mà vẫn phải chủ động phòng bệnh để cơ thể dẻo dai và có sức đề kháng tốt. Hãy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, rèn luyện thể thao thường xuyên. Nữ Bính Dần cũng nên lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực. Mệnh chủ không nên làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng hàng ngày. Xem sao hạn của tuổi Bính Dần trong năm 2023. Sao chiếu mạng.
Năm 2023, nữ mạng Bính Dần sinh năm 1986, gặp phải sao Vân Hớn chiếu mệnh, dễ gặp phải trắc trở về đường tình cảm. Vận hạn khẩu thiệt thị phi này hoàn toàn có thể được hóa giải nếu mệnh chủ biết cách kiềm chế cơn tức giận, lựa lời ăn nói dễ nghe. Dưới sự tác động của sao Vân Hớn, nữ Bính Dần có thể trở nên nhạy cảm, dễ gắt gỏng và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Để tinh thần luôn thoải mái, mệnh chủ nên chút bầu tâm sự với người thân. Điều này không chỉ giúp các thành viên trong gia đình thấu hiểu lẫn nhau mà còn tránh được những hiểu lầm không đáng có. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, nữ mạng Bính Dần năm nay 38 tuổi âm cũng chịu ảnh hưởng của hạn ngũ mộ. Người gặp phải hạn ngũ mộ dễ gặp phải điều không như ý về vấn đề tiền bạc. Để tránh được xui xẻo do hạn này gây ra, nữ Bính Dần cần lập kế hoạch chi tiêu thông minh, không được vung tay quá chán. Một khoản tiết kiệm có thể giúp mệnh chủ không rơi vào hoàn cảnh túng thiếu những lúc khó khăn. Năm nay, nữ mạng Bính Dần phải hết sức cẩn trọng mỗi khi đầu tư mạo hiểm hoặc góp vốn làm ăn với người khác. Để tránh bị lừa gạt, mệnh chủ luôn phải sáng suốt trước những lời đường mật của kẻ gian. Tứ chủ, thiên hòa địa hao. Theo tử vi Bính Dần nữ mạng 2023, mệnh chủ nên đề phòng xung đột trong các mối quan hệ bằng cách thể hiện thái độ điềm đạm, ăn nói khéo léo. Công danh sự nghiệp ở mức bình thường, nhưng nếu kiên trì, nỗ lực thì ắt sẽ thành công. Vận niên. Vận niên của nữ Bính Dần trong năm 2023 là thử ngộ điền, thử quy điền, chuột gặp đồng lúa. Đây là điềm báo tốt lành, hứa hẹn một năm tràn đầy niềm vui, tài lộc dồi dào đối với nữ Bính Dần. Công việc làm ăn của mệnh chủ thuận buồm xuôi gió, quan lộ hanh thông, dễ được quý nhân giúp đỡ trong lúc khó khăn. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, các thành viên trong gia đình gắn bó hòa thuận. Hóa giải sao hạn. Theo kinh nghiệm dân gian, những hùng tinh như sao Vân Hớn có thể được hóa giải bằng lễ cúng sao giải hạn. Nữ Bính Dần có thể chọn ngày lành tháng tốt để sắm lễ cúng sao Vân Hớn. Khi thực hiện nghi lễ, phải có thái độ nghiêm trang, kính cẩn nhưng không cần thiết phải tốn tiền sắm sửa quá nhiều lễ vật. Lễ cúng sao có thể giúp nữ Bính Dần nhận được sự che chở, phù hộ của gia tiên tiền tổ. Tuy nhiên, quan trọng nhất là mệnh chủ vẫn phải tu tâm sửa tính, loại bỏ tham sân si thì mới có được phúc lộc lâu bền. Phong thủy may mắn tuổi Bính Dần năm Quý Mão. Màu hợp tuổi. Nếu muốn cải thiện vận khí thì nhất định phải chọn màu sắc phong thủy phù hợp với bản mệnh. Khi nữ Bính Dần sử dụng đúng màu sắc phù hợp thì sẽ dần dần cảm nhận được những chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Dần nữ mạng năm 2023, màu sắc phong thủy may mắn cho nữ tuổi Bính Dần trong năm Quý Mão 2023 là xanh lá cây, tím, cam, đỏ, hồng. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Bính Dần sinh năm 1986 thuộc cung Khảm, đông thứ mệnh. Khi xuất hành nên chọn các hướng sau: đông nam sinh khí, nam diên niên, đông thiên y, bắc phục vị. Tuổi sông nhà. Từ mỗi dịp đầu năm, người Việt thường sẽ chọn tuổi sông nhà để cầu tài lộc, bình an cho gia đình trong suốt cả năm. Người đầu tiên đến thăm nhà vào mùng 1 Tết phải có tuổi phù hợp với bản mệnh của gia chủ. Ngũ hành bản mệnh của nữ Bính Dần thuộc hỏa, hợp với những người có mệnh mộc và hỏa. Các tuổi nằm trong bộ tam hợp Dần, Ngọ, Tuất có thể nâng vận khí cho nhau, nên người tuổi Ngọ hoặc Tuất đến sông nhà cũng giúp gia chủ có được tân niên, tấn tài, tấn lộc. Diễn biến tử vi theo các tháng trong năm. Luận giải là số tử vi Bính Dần nữ mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, theo tử vi tuổi Bính Dần năm 2023 nữ mạng, bạn có khởi đầu năm mới như ý, phúc lộc song toàn. Tháng 2, tài vận thịnh vượng, càng nỗ lực phấn đấu trong công việc, càng gặt hái được nhiều thành quả. Đây là thời điểm tốt nhất trong năm để bạn thực hiện những kế hoạch quan trọng của bản thân. Tháng 3, công việc làm ăn bình ổn, bạn hãy dành thời gian chăm sóc người thân để tình cảm gia đình thêm gắn kết. Tháng 4, muốn thành công hơn thì phải cố gắng chăm chỉ tập trung trong công việc. Tháng 5, một điều nhịn bằng 9 điều lành, tuyệt đối không nên tranh cãi, tính toán thiệt hơn với người khác. Tháng 6, cẩn thận trong các giao dịch tiền bạc lớn, đề phòng gia đạo bất ổn, bạn nên chủ động nhường nhịn đối phương để tránh mâu thuẫn. Tháng 7, không nên nóng vội khi đưa ra quyết định quan trọng trong công việc, tài vận trung bình không phải lo nghĩ về tiền bạc, tài lộc song toàn. Tháng 8, tiền bạc dư dả, nhân duyên vượng nên dễ kết giao được với quý nhân.
Tháng 9, sự nghiệp bị chững lại, bạn phải giữ tâm thái bình tĩnh thì mới có thể tháo gỡ các vấn đề nan giải. Tháng 10, chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân, bạn không nên dồn nén tâm sự trong lòng, hãy chia sẻ với người khác để giải tỏa căng thẳng. Tháng 11, thời vận thuận lợi, công việc được tiến hành suôn sẻ, bạn được tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình. Tháng 12, cuối năm túi tiền của bạn khá rủng rỉnh nhưng cũng không nên chi tiêu quá lãng phí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!